chào tất cả quý vị. Như mọi người cũng đã biết thì travel blogger luôn là một cái từ khóa là hot trong những năm gần đây. Bởi vì người người nhà nhà ai ai cũng có thể làm được travel blogger. Thế nhưng mà tối đêm nay thì Manlife lại vinh danh một nhân vật rất là đặc biệt. Và bởi vì đơn giản là những cái vlog của anh ấy không đơn thuần chỉ là chia sẻ một cái địa điểm du lịch hay là một cái món ăn ngon, mà hơn hết thảy thì anh ấy còn sẻ chia cả một sự tử tế và luôn đem đến một cái năng lượng rất là tích cực đến với mọi người. Và khi mà người xem đến với những vlog của anh thì sẽ được khám phá rất là nhiều điểm du lịch tại Việt Nam, rất là nhiều thắng cảnh đẹp tại Việt Nam. Những cái chia sẻ rất là gần gũi với chân thật của anh. Nhưng mà cái điều làm cho một ai cũng như là anh tốt nghiệp cảm thấy rất là thâm phục và anh rất là xứng đáng được nhận cái giải thưởng là Travel Blogger of the Year. Đó là anh đã kịp thời chung tay để mà hoàn thành xong 30 sân chơi cho trẻ em nghèo trên khắp Việt Nam. Và cái điều đó làm cho Phúc Nghiệp Bộng Hoa cũng như cái khán phòng này thì thấy anh rất là xứng đáng. Và để cho mọi người không phải chờ lâu, một nhân vật để chúng ta dành một trào pháo tay thật lớn cho anh, Travel Blogger Hoài Lan. Hoài Lan Thanh. Vâng, xin mời Travel Blogger Hoài Lan Thanh để chàng điểm trai sẽ bầu chuyện sau đó để giải thưởng rất là tuyệt vời này. Kính thưa quý vị, Hoài Lan Thanh là một trong những Travel Blogger hiếm hoi của Việt Nam, sở hữu kênh YouTube với hơn 1,3 triệu lượt người theo dõi. Ngoài ra cũng quyết định tham gia nhiều hoạt động xã hội và liên tục truyền cảm hứng cho nhiều người. Xin được chúc mừng Hoài Lan Thanh một lần nữa, và tôi muốn tin chắc là tất cả quý vị đang rất muốn lắng nghe những lời chia sẻ từ Hoài Lan Thanh. Xin mời bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoài. Thì hôm nay Hoa rất là vui và hồi hộp khi mình được đứng tại đây. Hồi nãy lúc mà vừa vào thì có người hỏi Hoa là tại sao hôm nay Hoa không mặc một bộ vest mà lại mặc một bộ đồ như vậy. Thì Hoa cũng có trả lời là bộ đồ Hoa đang mặc nó nói lên con người Hoa của hiện tại và kể cả công việc của Hoa hiện tại. Hoa cảm thấy mình rất là may mắn khi mà trở thành một travel blogger, và Hoa cảm thấy rất là tự hào về điều đó. Vì khi trở thành một travel blogger, Hoa có thể làm được rất nhiều điều cho chính bản thân Khoai và cho rất nhiều người xung quanh. Và có những điều mà Khoai chưa bao giờ dám tưởng tượng khi Khoai là Khoai trước đây. Cảm ơn tạp chí Manalife đã tin tưởng và lựa chọn. Cảm ơn tất cả mọi người đã dõi theo. Cảm ơn bạn bè, gia đình đã bên cạnh và động viên. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, rồi mọi người đây ạ. Đây ạ. Ok, 1, 2, 3. Vũ Nguyên nha. Vũ Nguyên à. Ok. Okay.
với nhãn hàng nước hoa Kilian. Xin được cảm ơn nhãn hàng mỹ phẩm Clinic, công ty cổ phần CH1933 CH Cruz. Xin cảm ơn Alan Bridges, Ninh Vân Bày. Xin cảm ơn viện nha khoa thẩm mỹ Smile Beauty. Xin được gửi lời cảm ơn đến Intercontinental Phú Quốc Long Beach Resort, Sheraton Nha Trang Hotel and Spa, JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort and Spa, khách sạn Le Meridien Saigon, Liberty Central Saigon Riverside, Mobenpick Resort Waverly Phú Quốc. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và kính mời đại diện các nhà hàng sau đây sẽ bước lên sân khấu để nhận hoa thay cho lời cảm ơn của chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời ông Duy Lê, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Diageo Việt Nam. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời bà Lâm Phương Quỳ Anh, đại diện công ty Chisilo. Cái kế hoạch trong suốt thời gian trong năm nay để mà có thể chuyển mình để có thể thích nghi hơn nữa, và sắp đến đây thì Hồng Kông cũng sẽ có rất nhiều cái dự định đối với thời gian, và thông qua cái sức mạnh thời gian thì Hồng Kông hy vọng rằng truyền tải được một cái thông điệp, đó là mọi người hãy tự bảo vệ cái bản thân của mình để làm sao có thể là thích nghi được và vượt qua mọi khó khăn. Và cảm giác tôi cũng không biết nói gì hơn, thì bây giờ xin chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, và đặc biệt đừng chủ quan khi dịch bệnh vẫn còn đang hoàn thành. Thầy phát triển thì trường đại học Nguyễn Thành chúng tôi là một trường trong doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn Điện Máy Việt Nam, và đã ra đời để cống hiến phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thì chúng tôi là một trong trường trực thuộc một cái tập đoàn của Diệt May. Chúng tôi đã đào tạo theo yêu cầu xã hội, và cái khẩu hiệu của chúng tôi và cái triết lý giáo dục của chúng tôi là thực học, thực hành, thực danh và thực nghiệp. Với tinh thần đó thì lúc đầu cũng rất là nhiều khó khăn, sau đó mới bốn chữ thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp. Và những triết lý đó thì chúng tôi đã thu hút được rất nhiều sinh viên, và học sinh sinh viên đã nỗ lực thể hiện cái năng lực của mình thông qua bốn chữ thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp. Và mới ra đời cũng đã được 21 năm, kỷ niệm 21 năm hình thành phát triển, thì chúng tôi đã có 32.000 sinh viên, và có rất nhiều sinh viên đóng góp cho các doanh nghiệp thành công. Một lần nữa qua chương trình này, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị phụ huynh học sinh và các em sinh viên đã góp phần xây dựng thương hiệu học hiệu Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành hiện nay là một trong hai trường đạt tiêu chuẩn 4 sao quốc tế của QS Anh Quốc, đó là trường Nguyễn Tất Thành, một trường Tôn Đức Thắng, và trường chúng tôi là một trong những trường đạt tiêu chuẩn của ASEAN trong một ASEAN quốc tế. Đấy là một trong những thành tích, và chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị phụ huynh và các em sinh viên, các thầy cô giáo đã góp công xây dựng, hình thành thương hiệu và học hiệu Nguyễn Tất Thành ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất là tuyệt vời của thầy Mạnh Hùng, và xin chúc cho bốn chữ thực của trường mình sẽ giúp chào đạt được nhiều những công việc có ích cho xã hội. Cảm ơn, xin được cảm ơn ông Nguyễn Tất Thành. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa tìm ra những giải thưởng khai phóng chính bản, Transformational Woman, and Rồi, nó tiếp rồi, lại nhé, lại đi. Rồi, cái bạn của tôi đâu? Rồi,
Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 139 140 141 142 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 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